Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba ngày 28 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tiếp xúc cử tri thành phố và huyện Vũ Thư sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14. Ủy ban nhân dân tỉnh họp bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với hệ thống các viễn thông trên địa bàn tỉnh. Những món quà của Hội đồng hương Thái Bình tại Moscow, Liên bang Nga đã giúp cho các em học sinh nghèo có thêm cơ hội được đến trường. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 11 năm 2017, Tỉnh ủy Thái Bình đã ra thông báo số 380 TBTU kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 kỳ họp thứ 17. Sau đây là toàn văn thông báo. Ngày 22 tháng 11 năm 2017, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh họp kỳ thứ 17 nghe Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo trình về các nội dung gồm: báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2018, báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2017, mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2018, báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018, báo cáo kết quả xây dựng cơ bản năm 2017, kế hoạch phân bổ vốn xây dựng cơ bản cấp tỉnh năm 2018, báo cáo kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương và ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020, báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2017 và mục tiêu nhiệm vụ giải pháp trọng tâm giai đoạn 2018-2020, báo cáo đề án về bảo đảm an sinh, kinh phí cơ chế bồi thường hỗ trợ khác khi giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án nâng bãi ổn định đê biển số 8 từ km 26+700 đến km 31+700 huyện Thái Thụy, kết hợp tạo mặt bằng để phát triển công nghiệp dịch vụ, báo cáo trình về điều chỉnh chương trình kiểm tra giám sát năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Sau khi thảo luận, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với các báo cáo và nhất trí các nội dung đã được giải trình, điều chỉnh bổ sung như sau. 1. Về thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản, đó là nền kinh tế trong nước phục hồi và tăng trưởng khá, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực. Trong tỉnh, tình hình chính trị xã hội ổn định, an ninh trật tự được bảo đảm, nhưng chúng ta gặp không ít khó khăn, thử thách trực tiếp là những yếu tố bất lợi của thị trường, một số sản phẩm hàng hóa, tình hình thời tiết, dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong bối cảnh đó, được sự lãnh đạo chỉ đạo giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành trung ương, các cấp các ngành Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế ổn định và tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 11,12% so với năm 2016. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao và thông tin, truyền thông đạt kết quả tích cực tiến bộ, thực hiện đầy đủ nghiêm túc và kịp thời chính sách đối với người và gia đình có công, các chính sách xã hội được duy trì thường xuyên, công tác bảo trợ xã hội được quan tâm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân và giữ vững ổn định chính trị xã hội ở các địa phương, công tác quốc phòng an ninh được tăng cường, tình hình chính trị xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các mặt và đạt kết quả tốt. Công tác tư tưởng được tăng cường, đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả, tạo được sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung chỉ đạo củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, tập trung giải quyết có hiệu quả những khó khăn vướng mắc ở những tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, đã hoàn thành việc ra soát bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, quy hoạch cấp ủy cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện chính sách cán bộ, đảng viên được quan tâm thực hiện nghiêm túc. Nhiệm vụ kiểm tra giám sát nội chính và phòng chống tham nhũng lãng phí được tăng cường. Các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng triển khai thực hiện các chương trình kiểm tra giám sát năm 2017, có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, tăng cường giám sát đảng viên là cán bộ diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực, công tác xây dựng chính quyền được triển khai đồng bộ đạt kết quả khá. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được nâng cao. Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong các báo cáo, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề sau.
việc triển khai thực hiện cơ cấu lại các ngành kinh tế còn nhiều khó khăn, chưa đạt được kết quả rõ nét, công tác giải phóng mặt bằng một số công trình còn vướng mắc, hoàn thiện mặt bằng bàn giao thi công chưa đảm bảo tiến độ, việc thu gom xử lý rác thải ở một số nơi chưa thực sự tích cực, hiệu quả chưa cao, tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư nước sạch nông thôn còn chậm, một số địa phương tỷ lệ nông thôn sử dụng nước sạch còn thấp, một số khoản thu ngân sách chưa đạt dự toán và dự báo hụt thu cân đối ngân sách cấp tỉnh. Việc triển khai thực hiện nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh còn chậm ở một số nơi, cơ quan đơn vị cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Trong thời gian còn lại cuối năm 2017, cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện ở mức cao nhất với các mục tiêu kế hoạch đã đề ra, trong đó cần thực hiện các giải pháp hiệu quả nhất và chỉ đạo quyết liệt thực hiện dự toán ngân sách năm 2017, tập trung cao hơn nữa đối với công tác thu ngân sách, đặc biệt là các khoản thu thuế, phí, phấn đấu đảm bảo cân đối chi ngân sách các cấp, nhất là ngân sách cấp tỉnh. Về nhiệm vụ năm 2018, trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi, song cũng còn không ít khó khăn, thách thức, nhiệm vụ chính trị năm 2018 rất nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tăng cường đoàn kết thống nhất, đề cao kỷ cương kỷ luật, năng động sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau. Phấn đấu chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GDP đạt từ 9,5% trở lên so với năm 2017. Các chỉ tiêu khác và các giải pháp chủ yếu như báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhấn mạnh các nội dung sau: tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, giữ vững ổn định năng suất lúa, trước mắt thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất đã ban hành, bảo đảm sản xuất thắng lợi vụ đông, vụ xuân nhằm bù đắp thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra trong sản xuất nông nghiệp năm 2017. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng tăng trưởng cao, bền vững, đẩy mạnh đánh bắt xa bờ gắn với bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, bảo đảm thực chất không chạy theo thành tích, gắn với thực hiện nghiêm túc đồng bộ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy định của Chính phủ và của tỉnh, phù hợp với khả năng nguồn lực của địa phương, tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nông thôn mới theo quy định, chỉ đạo ra soát hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã được công nhận đạt chuẩn, tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ xi măng của các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích, thu hút mạnh mẽ mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, quản lý sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, có hiệu quả các nguồn lực huy động. Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tăng 10% trở lên so với năm 2017 và 100% số xã đến kỳ công nhận lại đạt chuẩn theo tiêu chí mới. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch sinh hoạt bình quân toàn tỉnh đạt 80% trở lên. Các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh toán nợ xây dựng nông thôn mới, cụ thể cho từng xã, báo cáo kế hoạch về Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 12 năm 2017. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, xác định đây là yếu tố quan trọng, quyết định tăng trưởng kinh tế, triển khai tích cực hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành công thương và các quy hoạch phát triển ngành đã phê duyệt, thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa, thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại, thực hiện tốt tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo quyết định số 36 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập khu kinh tế Thái Bình, phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm, chỉ đạo sâu sát, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, đồng thời tăng cường các giải pháp chỉ đạo, điều hành về cải thiện môi trường, đầu tư kinh doanh theo tinh thần nghị quyết số 01 ngày 5 tháng 5 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để tăng cường thu hút đầu tư phát triển, tập trung thực hiện quyết liệt công tác đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm, thực hiện hiệu quả xã hội hóa, thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, đất đai, môi trường, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm, chỉ đạo điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước, quản lý ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, đổi mới cơ chế tài chính vì sự nghiệp công lập, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, thông tin và truyền thông, tiếp tục thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực này, thực hiện tốt chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, thường xuyên thực hiện công tác bảo trợ xã hội và đảm bảo an sinh xã hội, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, đột xuất bất ngờ về quốc phòng và an ninh trật tự, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và bảo đảm an toàn giao thông, triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí ở từng địa phương, cơ quan đơn vị, duy trì thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, xử lý kịp thời dứt điểm các vụ việc mới phát sinh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gắn với việc kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới và việc kiểm điểm xem xét trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có liên quan, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa 12, xây dựng và thực hiện tốt các chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt và định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên,
thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 theo đúng các nghị quyết chỉ thị của Đảng và các quy chế quy định về công tác cán bộ, thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Sửa đổi bổ sung quy định về tiêu chuẩn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, quy định về đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý, quy định về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, cán bộ cấp phòng và tương đương trên cơ sở kế thừa ưu điểm của việc tuyển chọn theo quy định hiện hành và gắn với thực hiện quy trình theo kết luận số 12 của Bộ Chính trị, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm túc chính sách cán bộ đảng viên, xây dựng và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp năm 2018. Chú trọng việc thực hiện kết luận sau kiểm tra giám sát, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực hiện tốt công tác nội chính, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chính quyền, tăng cường cải cách hành chính, kỷ cương kỷ luật trong chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, công tác giám sát phản biện xã hội, thực hiện đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị. Về dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ vốn đầu tư công xây dựng cơ bản năm 2018, vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020, triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp thu ngân sách nhà nước phù hợp với từng nguồn thu, chống thất thu ngân sách, tăng cường công tác kiểm tra thuế và hoàn thuế, tập trung chỉ đạo giải quyết những khó khăn về thu thuế bảo vệ môi trường, thực hiện điều hành ngân sách trong phạm vi nguồn thu được thưởng theo phân cấp và dự toán được giao, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm hiệu quả, đúng quy định, ưu tiên thanh toán nợ động xây dựng cơ bản. Thống nhất phương án phân bổ vốn đầu tư trung hạn 2018-2020 thuộc nguồn vốn đầu tư ngân sách địa phương như báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và điều chỉnh bổ sung giảm vốn đối ứng dự kiến phân bổ cho các dự án ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu, giảm vốn dự kiến phân bổ cho các dự án thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh để phân bổ trả nợ xây dựng đường 39B, vốn thực hiện cơ chế hỗ trợ các dự án nước sạch nông thôn, dự án đường ven biển và dự án bệnh viện đa khoa 1.000 giường như báo cáo giải trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại kỳ họp, đồng thời điều chỉnh phân bổ vốn năm 2018 phù hợp với nhiệm vụ cụ thể, căn cứ tình hình thu ngân sách hàng năm, thực hiện bổ sung vào kế hoạch vốn trung hạn cho các dự án từ các khoản tăng thu ngân sách hàng năm, nguồn vốn dự phòng thuộc kế hoạch trung hạn theo quy định, các nguồn vốn hợp pháp khác và tiền sử dụng một số khu đất đã thống nhất dành cho một số dự án trọng điểm. Về nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công năm 2018, bảo đảm thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua và các văn bản quy định pháp luật, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư, ưu tiên thanh toán nợ, thu hồi tạm ứng, thanh toán nợ động xây dựng cơ bản, không bố trí vốn cho các dự án khởi công mới nếu chưa bố trí được vốn, thực hiện đối ứng vốn cho các dự án được ngân sách trung ương hỗ trợ mục tiêu với mức vốn phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương. Đối với dự án được hỗ trợ mục tiêu từ ngân sách trung ương khởi công mới năm 2018, cần căn cứ vào quy mô dự án và mức vốn được hỗ trợ để bố trí đối ứng ngân sách địa phương phù hợp với khả năng ngân sách địa phương và nghiên cứu điều chỉnh quy mô đối với các dự án cho phù hợp vốn được bố trí, bảo đảm tính khả thi, tránh kéo dài thời gian thực hiện của dự án. Thống nhất về chủ trương về quỹ xi măng xây dựng nông thôn mới chưa sử dụng, sau khi đã cân đối kế hoạch phân bổ cho các địa phương, đã đăng ký đề nghị hỗ trợ đến hết năm 2018, tạm huy động để thanh toán nợ động xây dựng cơ bản theo nguyên tắc tiêu chí phân bổ như đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời trong điều hành vốn trung hạn, cần chủ động có nguồn xi măng để hỗ trợ cho công trình nhóm 1 đối với các xã chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có đăng ký đề nghị hỗ trợ năm 2019 và năm 2020. Về cơ chế bồi thường hỗ trợ khác khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nâng bãi ổn định đê biển số 8 từ km 26+700 đến km 31+700 huyện Thái Thụy kết hợp tạo mặt bằng để phát triển công nghiệp dịch vụ. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất về chủ trương về cơ chế bồi thường hỗ trợ khác cho các hộ dân trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án như phương án trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tế của các hộ dân và khả năng ngân sách cấp tỉnh. Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp thu hoàn thiện các báo cáo về kinh tế xã hội, ngân sách, vốn đầu tư, xây dựng nông thôn mới và các cơ chế chính sách trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định để triển khai thực hiện. Thống nhất điều chỉnh cuộc kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 01 NQTU ngày 5 tháng 5 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh sang năm 2018. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2018, các cấp ủy, chính quyền, các ngành mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, phát huy vai trò sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018.
để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, phát huy vai trò sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Thực hiện chương trình hoạt động sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, sáng nay đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Văn Tuân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp xúc cử tri thành phố Thái Bình. Sự buổi tiếp xúc có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Cùng với thành công chung của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, thì tại kỳ họp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tham gia 57 ý kiến phát biểu tại hội trường và tại tổ, 13 lượt ý kiến chất vấn và tranh luận, trong đó có những ý kiến chất vấn trực tiếp Thủ tướng Chính phủ. Cử tri thành phố Thái Bình bày tỏ phấn khởi trước nhiều đổi mới trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, đặc biệt là các ý kiến của đoàn đại biểu Quốc hội Thái Bình nêu tại các phiên chất vấn, tranh luận đã đáp ứng được sự mong đợi của cử tri trong tỉnh. Cùng với đánh giá cao hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, cử tri thành phố Thái Bình nêu một số ý kiến kiến nghị đang được dư luận xã hội quan tâm như xử lý nghiêm vấn đề bạo hành trẻ em, vấn đề thuốc giả, vệ sinh an toàn thực phẩm, tình trạng tham nhũng lãng phí và đề xuất nâng lương cho giáo viên, vấn đề điều chỉnh địa giới hành chính xã Vũ Phúc và phường Phú Khánh. Cử tri đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, thường xuyên có ý kiến với các cơ quan chức năng có liên quan đưa ra giải pháp xử lý dứt điểm những vấn đề này. Cử tri cũng mong muốn các đại biểu Quốc hội Thái Bình tiếp tục đóng góp xây dựng Quốc hội đổi mới, chính phủ kiến tạo. Thay mặt các đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm như tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, vấn đề thu hút đầu tư, xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đồng thời tiếp thu và giải trình một số ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh rằng, đối với các vấn đề của đất nước, của tỉnh, cử tri cần có sự chắt lọc thông tin và nên tiếp nhận thông tin chính thức từ các nguồn báo chí chính thống, tin cậy. Tại huyện Vũ Thư, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình gồm Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, đồng chí Bùi Quốc Phòng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Bình tiếp xúc với cử tri 15 xã thị trấn phía Bắc của huyện. Sau khi nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, cử tri huyện Vũ Thư bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi về những kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2017, về những thành công của kỳ họp và việc Việt Nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC cũng như kết quả bước đầu của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Quốc hội lần này thông qua các cái luật thì tôi thấy là đặc biệt có cái đổi mới về vấn đề là tham nhũng là rất cụ thể và có những cái quyết tâm rất cao. Đó là một vấn đề mà cử tri chúng tôi địa phương phấn khởi. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Vũ Thư cũng kiến nghị đại biểu Quốc hội một số vấn đề như tăng cường tiếp xúc cử tri dưới cơ sở hơn nữa để phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của người dân đến Quốc hội. Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị Quốc hội xem xét để triển khai phân bổ nguồn vốn ngân sách sớm đến các địa phương, giải quyết tốt ô nhiễm môi trường và phòng chống tham nhũng. Quốc hội cũng cần xây dựng những cái luật mà nó đi sát với lại đời sống kinh tế xã hội của dân và phù hợp với lòng dân. Cụ thể là trong vấn đề xây dựng về luật pháp, về cơ chế chính sách, cũng như đặc biệt là công tác bộ máy hành chính nhà nước hiện nay quá cồng kềnh mà cần phải có cái giảm biên chế. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội đã giải trình một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp các ý kiến trình kỳ họp Quốc hội tới. Sáng nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở năm 2017. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tới dự và trực tiếp truyền đạt chuyên đề về kết quả và những vấn đề đặt ra trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, chủ trương cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình đầu tư nước sạch nông thôn. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thông tin về những kết quả và vấn đề đặt ra trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, các ngành và các địa phương trong việc huy động nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới.
công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện khẩn trương, rộng khắp, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân cùng góp công, góp của tham gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Thông tin về những điểm mới trong bộ tiêu chí để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, các xã chưa về đích phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn bởi bộ tiêu chí mới có 7 tiêu chí thay đổi, bổ sung các tiểu mục cụ thể, chi tiết hơn, kể cả đối với những xã đã về đích nông thôn mới. Chính vì vậy, các xã, các địa phương cần chủ động cập nhật những điểm mới này để đưa ra những giải pháp thực hiện hiệu quả. Thông tin về chủ trương, cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình đầu tư nước sạch nông thôn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể tích cực hơn nữa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc sử dụng nước sạch, về cơ chế chính sách của nhà nước, của tỉnh và những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện các dự án, quá trình đấu nối sử dụng nước sạch, đặc biệt là ở những xã chưa đạt tỷ lệ hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch, phấn đấu đến hết năm 2017, các xã này phải đạt từ 65% trở lên. Tỉnh sẽ thành lập đoàn kiểm tra, đi kiểm tra việc đấu nối sử dụng nước sạch của các địa phương, đảm bảo số liệu chính xác, đánh giá đúng tình hình sử dụng nước sạch trên địa bàn. Chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 11. Các học viên còn được nghe truyền đạt 6 chuyên đề liên quan đến công tác dư luận xã hội ở cơ sở, một số vấn đề về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhiệm vụ bảo vệ môi trường, công tác văn hóa, văn nghệ và khoa giáo tại cơ sở. Chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy triệu tập hội nghị thảo luận về quy trình bổ nhiệm chức danh cán bộ cấp trưởng phòng ban và tương đương thuộc Sở Ban ngành Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể tỉnh và tương đương. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới dự. Thực hiện đề án số 08 ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay công tác tuyển chọn cán bộ cấp trưởng phòng, ban và tương đương diện các sở ban ngành Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể tỉnh và tương đương quản lý đã được các đơn vị quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện theo 3 nội dung: thi viết do tỉnh tổ chức, lấy tín nhiệm và bảo vệ chương trình hành động. Việc bổ nhiệm cán bộ được công khai rộng rãi trong cơ quan đơn vị. Tuy nhiên, vẫn còn một số sở ngành, đơn vị, việc cụ thể hóa quy trình tuyển chọn cán bộ còn một số nội dung chưa phát huy đầy đủ tính dân chủ, cạnh tranh theo tinh thần đề án 08. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về báo cáo tình hình thực hiện việc tuyển chọn cán bộ ở sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể tỉnh và tương đương theo đề án 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thảo luận về các phương án tuyển chọn như cơ cấu thang điểm lấy tín nhiệm ở hội nghị cấp phòng mở rộng, hội nghị đảng ủy cơ quan có hay không đề điểm của người đứng đầu cơ quan, phương pháp chấm điểm bảo vệ chương trình hành động. Với nguồn ngoài thì lấy tín nhiệm như thế nào, cách thức tuyển chọn cấp phó ra sao, vấn đề bổ nhiệm lại và kiêm nhiệm, cách tổ chức lấy phiếu tín nhiệm ở một số đơn vị đặc thù. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những đóng góp của các đại biểu, đồng thời thống nhất lại một số ý kiến và gợi mở những yêu cầu trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tại buổi thảo luận để nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới. Trước đó, vào chiều qua, Thường trực Tỉnh ủy cũng đã triệu tập hội nghị thảo luận về quy trình bổ nhiệm chức danh cán bộ cấp trưởng phòng, ban và tương đương thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy quản lý. Sáng nay, huyện Kiến Sương bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017. Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tới dự. Qua đợt diễn tập phòng thủ khu vực huyện Kiến Sương năm 2017 cho thấy, từ tình huống giả định trong thực binh khi địch đánh đổ bộ bằng đường không tại thị trấn Thanh Nê, các lực lượng đã triển khai nhanh chóng với tinh thần chiến đấu cao, đánh trả địch ngay khi có lệnh. Khi tổ chức thực binh đã đầu tư nhiều công sức, trí tuệ, vật chất, thiết bị, tất cả các lực lượng đều thực hiện đúng theo kế hoạch cũng như chiến thuật chiến đấu giữa các bộ phận có sự phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt, qua đó nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những cố gắng của các lực lượng tham gia diễn tập, đặc biệt là trong quá trình diễn tập không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân trong khu vực diễn tập. Kết thúc diễn tập, đã có 1 tập thể và 5 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 62 tập thể và cá nhân được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Sương khen thưởng. Kết thúc năm 2017, Sở Thông tin Truyền thông phải có kế hoạch chi tiết triển khai thu gom các viễn thông trên các địa bàn huyện, thành phố.
Đây là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại cuộc họp sáng nay với các sở ngành và các huyện thành phố để bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý các viễn thông trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ thị 04 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thực hiện phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, ra soát, lập kế hoạch cụ thể, bố trí nhân lực khắc phục, xử lý hệ thống cột, các viễn thông có tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị. Đến ngày 24 tháng 7 năm 2017, các đơn vị đã xử lý được 9 trên 51 tuyến đường phố với tổng chiều dài gần 15 km. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, các đơn vị còn gặp nhiều khó khăn do số lượng cáp viễn thông treo trên cột điện rất nhiều, nhất là khu vực thành phố thị trấn. Số lượng cáp viễn thông không sử dụng rất lớn, chưa được tháo dỡ thu hồi. Cáp viễn thông treo trên cột điện không đảm bảo khoảng cách an toàn. Tại cuộc họp, các sở ngành và đơn vị viễn thông đã thảo luận bàn các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xử lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thu gom cáp viễn thông trên các địa bàn huyện, thành phố. Kết thúc năm 2017 phải hoàn thành xong, đồng thời hàng tuần họp sơ kết đánh giá và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn. Công ty Điện lực Thái Bình chủ trì trong việc mua sắm và thi công toàn bộ vật tư thiết bị chính, phục vụ gom bó cáp. Các sở ngành địa phương cử cán bộ tham gia gom cáp viễn thông do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì. Các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm trong việc xử lý gom cáp viễn thông của đơn vị mình theo kế hoạch và quy định. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tiếp sức đến trường do Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình thực hiện từ tháng 9 đến nay đã và đang là cầu nối của những tấm lòng hảo tâm đến với nhiều em nhỏ kém may mắn, giúp con đường đến trường của các em bớt khó khăn. Mới đây, Hội đồng hương Thái Bình tại Moscow, Liên bang Nga đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao quà cho những học sinh nghèo mà chương trình đã phản ánh. Đã lâu lắm rồi, ngôi nhà nơi em Lê Thị Hằng sống cùng bà ngoại tại thôn Lại Xá, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng mới có nhiều tiếng nói cười đến thế. Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi lên 5 tuổi, mọi lo toan trong cuộc sống của Hằng đặt hết lên bờ vai còng của người bà đã ngoài 80 này. Biết đến hoàn cảnh của em sau chương trình Tiếp sức đến trường, Hội đồng hương Thái Bình tại Moscow, Liên bang Nga đã đến tận nơi trao tặng hai bà cháu 8 triệu đồng tiền mặt. Các gia đình trong hội cũng quyên góp ủng hộ thêm một tạ gạo với mong muốn cùng Hằng và bà chia sẻ những nỗi lo cơm áo. Đoàn hỗ trợ cháu để cho cháu học hành, tôi xin cảm ơn. Cùng với em Lê Thị Hằng, đoàn thiện nguyện của Hội đồng hương Thái Bình tại Moscow, Liên bang Nga do ông Dương Xuân Hữu làm trưởng đoàn và ông Trần Đắc Tình, ông Nguyễn Thanh Vân làm phó đoàn đã đến thăm và trao quà cho em Vũ Thị Phương Hoa, xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, em Trần Thị Như Quỳnh, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, em Phạm Vũ Minh Hòa, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình và ba chị em Đỗ Thị Trang Anh, xã Vũ Hòa, huyện Kiến Sương. Đây đều là những học sinh nghèo, mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ. Mỗi em được trao một tạ gạo và 8 triệu đồng tiền mặt. Được sự giúp đỡ của các cô chú ở bên Nga thì em cảm thấy rất là vui và phấn khởi. Ở đây cũng là một động lực lớn để em để tiếp tục trên con đường học của mình. Em cũng cảm ơn đến Đài Truyền hình Thái Bình đã là cầu nối cho em, cho các nhà hảo tâm đã đến và quan tâm giúp đỡ đến em. Cháu xin hứa cháu sẽ cố gắng học hành để không phụ tấm lòng của các cô chú đã giúp đỡ bà cháu ạ. Qua đài truyền hình, chúng tôi được biết là các trường hợp khó khăn ở trong quê hương tỉnh Thái Bình. Nên anh em tôi trong hội cũng đã vận động bà con quyên góp được một số tiền nhỏ và trực tiếp tôi và anh phó tịch cũng bay về. Những cái phần quà thực sự là mong muốn bà con tôi họp là chỉ được phép là cử chúng tôi trao tận tay cho các cháu. Mong là các cháu được có những cái sức khỏe học tập, động lực vươn lên, vượt qua khó khăn bệnh tật và những cái khó khăn mà mất bố mẹ. Sự giúp đỡ của Hội đồng hương Thái Bình tại Moscow, Liên bang Nga đã mang đến nguồn động viên kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Và chúng tôi mong rằng sẽ có thêm ngày càng nhiều những tấm lòng hảo tâm tham gia cùng chương trình Tiếp sức đến trường để chung tay mang hy vọng đến cho những mảnh đời bất hạnh, giúp con đường đến trường của các em được kéo lại gần hơn. Trong
Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình đến đây là hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên website thaibinhtv.vn hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.